Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kha kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày mới kéo gói tìm cầu và năng nghe theo chuyên trì tụng. Nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 728. Kinh Chư Pháp Thập Yếu quyển 7. Phẩm 15. Thuyết minh về tội phần 2. Hiểu rõ tướng tội phước là người đầy đủ trí, không hiểu đúng tướng ấy chính là kẻ ngu si, thông đạt các công đức với tội ác cũng thế. Hiểu như thật hai thứ thường được hưởng an vui: người tạo các tội ác như ở chung giới giặc, ai thích làm việc thiện như gần với bạn lành. Do ái nhiễm tạo tác, cảnh giới luôn hiển hiện, xoay vần trong si ám thường chịu mọi khổ đau. Cảnh dục như rừng rậm nơi tâm ái hoạt động, kẻ ngu không hiểu pháp làm sao được giải thoát, đọa vào trong địa ngục, hòa hợp chịu khổ đau. Nên biết không tạo tội làm sao bị đến đây, làm lành được quả tốt, trang nghiêm vô lượng phước. Tạo ác từ chịu họa chắc chắn không tránh khỏi, khổ vui của mình người xoay vần trong điện hữu, vì gió nghiệp thổi động như sóng có từ nước. Người nào sống phóng dật thường tạo mọi nghiệp ác, chính vì nhân duyên ấy phải đọa vào địa ngục, được ra khỏi địa ngục sinh vào trong cõi ác, là bị dục lôi kéo quên khổ não ngày xưa. Tâm này do tập quán vừa ngộ lại bị mê, dư hết khổ liền sinh, không xét được họa sau này, bị năm căn lừa dối, điên cuồng theo trần cảnh, bị trôi lăn không ngừng, đều do đây dây ái buộc. Đọa địa ngục ngạ quỷ, bàn sinh và biên địa, hoặc vừa sinh lên trời, bỗng chốc bị thoái đọa, trôi lăn trong các đường, như xa lăng thế gian, đều do nghiệp lôi kéo mà không thấy nhọc mệt. Giả sử sinh lên trời, hưởng hoan lạc thượng chịu, phước hết lại thoái đọa, đều đi trong luân hồi, đọa địa ngục liên hoa. Trăm ngàn vô số kiếp, chịu vô lượng khổ não, kẻ ngu không chán sợ. Ba cõi nào có vui, khổ đâu có chịu được. Chúng sinh bị suy mù, chưa bao giờ lo sợ. Kẻ ngu mê nhân khổ, không hiểu được khổ đau, khổ ấy từ nhân sinh, như hạt sinh ra trái. Vì khổ vui trói buộc qua lại trong ba cõi, chỉ trừ vui tịch diệt, vĩnh viễn lìa ưu não. Sinh bất cứ nơi đâu, thường suy nghĩ khổ não, khổ ấy không sinh nữa là khổ, lìa khổ được an vui. Người nào nghĩ nhớ được khổ não trong địa ngục, sẽ không hề đắm vướng một chút hoan lạc nào. Đã hiểu rõ như vậy, thế gian đều hư giả, hãy lìa các tội lỗi, khéo dùng hiệu khéo tu tập. Thọ mạng không còn lâu, trong sát na nháy mắt, đoạn trừ nhân độc ác, thường làm các việc lành. Hiểu mạng sống chẳng bền, tất cả do tâm tạo, làm những việc chân chánh, không nuôi sống tà vậy. Khổ não ở đời sau, sao không biết lo sợ, dây si thường trói buộc, lửa ngục luôn thiêu đốt. Si là pháp bất thiện, trái phước nghiệp bạch tịnh, dắt dẫn chúng sinh ác chìm mãi trong biển khổ. Người nào không sợ tội, thích làm nhiều việc ác, xoay vần trong địa ngục, bị lửa ngục đốt thiêu. Như một đốm lửa nhỏ có thể đốt mọi vật, kẻ ngu dù ít tội cũng đọa vào địa ngục. Người nào sợ đường ác, không tạo các tội lỗi, thường giữ gìn chánh pháp, bỏ ác làm việc lành, bạn ác sinh buông lung và vô tàm vô quý. Người trí thường xa lánh, cũng như lửa già độc. Pháp khổ là ma chướng, pháp vui không gì ngăn. Khéo phân biệt hai tướng, thông đạt hết tất cả. Xa lánh tri thức ác, thích thực hành thí nhẫn, từ bi với chúng sinh là hành chúng sinh thiên. Phẩm 16 địa ngục. Người nào sống tài phậy, tạo tác các nghiệp ác, sẽ nói quả báo ấy sau đọa vào địa ngục, là đẳng hoặc hắc thần, chúng hợp và hào khiếu, thiên nhiên, cực thiên nhiên và địa ngục vô gián. Tám địa ngục như thế, mỗi mặt mở một cửa. Ở mỗi cửa địa ngục, bốn ngục làm thành quách, thành sắt bao xung quanh, người tạo ác đầy dẫy, người tốt gấp tội nhân như chiên cá trong chảo. Mưa, núi đá gầy gọc làm nhân thể nát nhừ, ngày đêm luôn cào khóc, khát uống nước đồng sôi. Bị khổ não bức bách, kêu la rất to lớn, chịu mọi thứ hình phạt, chạy trốn khắp bốn bên. Người bị si che lấp, sinh ra các ác kiến, phải chịu nhân địa ngục như biển rộng lại sâu. Ác kiến hạ liệt này, tổn hại mình và người, vô lượng nhân duyên khổ, ngươi đã tự trói buộc.
và chìm trong tà kiến, ý mình sinh kiêu ngạo, vĩnh viễn đọa đường ác, nhiều cực khổ lâu dài do tạo các nghiệp ác. Ngươi phải đến nơi đây, kẻ ngu si hèn kém, tự làm sâu nổi gì, làm ác trong quả lành. Ác không thể có được, trồng cây ở vực sâu, nhất định không được quả. Người buông lung ngu muội thường thích chuyện hòa hợp, vì được chút sướng vui, sao chịu nhiều quả khổ. Kẻ ngu cho là vui, tham luyến vợ và con, sinh phiền não nhiễm ô đều do tâm si ái. Khi đến lúc lâm chung, không ai cứu giúp được, riêng mình vào đường ác đi mãi trong buồn thảm, là ở trong địa ngục vốn không có vật khổ. Tùy hữu hình tạo ác, từ tự tâm biến ra, như đốt hương thơm lên, hương tỏa nhang không còn, do bầy chim ngủ đêm, tối hợp sáng bay đi. Hoặc lấy tiền của người và giết hại thân mạng, tặng nghiệp ác như thế đều là vì ngu si. Chính vì ngu si ấy, từ tối đi vào tối, mất chánh hạnh sinh thiên và tật tịnh tối thượng. Vợ con và quyến thuộc, trói buộc khó thoát ra, chìm trong biển sinh tử, không có chỗ dựa nương, tham cầu tạo nghiệp ác, sa bảo vì vợ con, đến khi chịu đau khổ, ai biết ở chỗ nào. Trong vô lượng ức kiếp, thường tham mê sắc đẹp, do đó tạo tội lỗi, hèn hạ không hổ thẹn. Xưa đã tạo tội ác sau hối hận ít gì, nhất định đọa địa ngục nhiều kiếp không lúc ra. Bà con tuy có nhiều, làm sao cứu được mình, thấy người khác tham dục, chịu quả báo cũng thế. Tự mình làm việc lành, ác được quả an lạc, kẻ ngu bị si che, hoàn toàn không tỏa ngộ. Ai bị si che lấp, tham sân sẽ sinh theo, vật mình thích thuộc người, khổ mình không ai hay. Trong bị ba độc đốt, ngoài lửa ngục vây quanh, nhiều kiếp chịu khổ đau, bao giờ khỏi được ác. Tự tâm tạo tội ác, lửa lại không biết hổ thẹn, bị lửa ngục thiêu đốt, kêu khóc có ích gì. Các ngươi thật ngu độn, thích làm việc phi pháp, hối hận để làm gì, lặng yên mà chịu khổ. Kẻ ngu tạo tội lỗi, tạo rồi sinh cơn sợ, nghiệp quả thường theo đuổi, đều là do duyên sinh. Chưa bao giờ tu thiện, lại không đoạn việc ác, ai xa lìa nghiệp ác, còn không còn thấy địa ngục. Ai bị si che lấp, không hiểu rõ nghiệp quả, bị tà sư mê hoặc, tăng trưởng thêm tội lỗi, vì sợ tội đã làm, thường sinh tâm diệt não, không chánh pháp đối trị, khổ não khó chịu được. Ai xa lìa tội lỗi, sẽ không có khổ đau, sống tư duy chánh niệm, không nên tạo tội ác. Ai thích làm việc ác, là không chán khổ đau, đã khổ càng thêm khổ, làm sao giải thoát được. Tâm không sinh nhàm chán, làm sao được tịch tỉnh. Những chúng sinh tạo tội, ta không tâm xót thương. Người bị suy trói buộc làm những việc phi pháp, vì người tự tạo tác, ta không thể cứu hộ. Cho nhóm hạnh ngu si, tạo đầy giải tội ác, không thể tri giới tịnh, quả khổ sao tránh khỏi. Người nào tạo nghiệp ác, theo nhân phải chịu quả, phải biết nhân duyên khổ, tự làm phải tự chịu. Người bị dây ái buộc, cuồng loạn không hổ thẹn, chịu hình phạt hiểm ác, khổ ấy không thể nói. Người nào tạo nghiệp ác, ác phải chịu khổ đau, chẳng làm thì không chịu, không nhân cũng không quả. Các tội lỗi như thế, phải chịu quả địa ngục, không bao giờ vui thích giữa pháp thiện nghiệp lành. Không tu tập phước nghiệp, tạo vô lượng tội ác, kẻ ngu chịu quả báo, hối hận nào ít gì. Xa lánh những bạn lành, làm nhiều việc gian dối, không tu nhân chân thật, tìm vui không thể được. Cho nhóm các tội cấu, từ tâm ngu suy sinh, nhiều kiếp chịu cực khổ, đều do nghiệp từ xưa. Hữu tình ở địa ngục tốt bắt nhốt, khổ đau rồi than trách, nghiệp hết sẽ ra khỏi. Lại nữa kẻ ngu si, vì do tâm lừa dối, không hiểu nghiệp đã làm, phiền muộn, mang sầu thảm, xem phi pháp là thiện, bạn tốt như kẻ thù, tổn hại mình và người, luôn ở chỗ tâm tối. Ác hạnh ba độc đó, chẳng khác kẻ oan gia, lôi kéo các hữu tình, đi đến chỗ Himala. Suy do nhân gì sinh, do chấp ngã, ngã sở, không tu hành bố thí, làm sao cứu độ được. Tội, giặc oán số 1, có ác hiện hiện theo, trong đời này đời khác không hề xa cách nhau. Những việc ác đã làm, như dao bén lưỡi dữ, tìm ác thật đáng sợ, đã làm người phải chịu. Người nào tâm tịch tỉnh, không tham đắm cảnh giới, chẳng hành động si mê, sẽ liền quả báo ác. Nghe tiếng khổ địa ngục, ngu si không kinh sợ, giống như đem củi khô ném vào ngọn lửa dữ. Lại nữa lửa thế gian, chẳng lâu cũng bị tắt.
nên biết ngọn lửa nghiệp luôn luôn cháy hừng hực. Lửa thế gian bắt được lửa nghiệp cháy không ngừng, người nào tạo nghiệp ác cuối cùng sẽ bị đốt. Vì thế ngọn lửa nghiệp đốt người trong địa ngục, người không sợ được ác, không tránh khỏi hại này. Hãy dùng trí phân biệt, khéo tự mình phòng hộ, xa lánh các nghiệp ác, sẽ không chịu khổ đau. Bị si mê che lấp luôn tạo các nghiệp ác, giờ chịu cực khổ này, kêu khóc làm gì được. Trước giữa và sau cùng, cho đến hết mức khổ, nhân khổ và quả khổ đều không nên ham thích. Xưa ở chốn nhân gian làm nhiều việc độc ác, quả báo hiểm ác này, nay người phải tự chịu. Ngoài phân biệt đạo điên, nhân quả luôn tương xứng, như những nghiệp đã làm, theo nghiệp mà chịu quả. Người luôn luôn gìn giữ chính bản thân của mình, không sao tạo nghiệp ác cách mạng sống mọi loài. Vì mong cầu tài lợi, ngươi chịu mọi khổ đau, có sao của người khác là sinh tâm cướp đoạt. Đối với vợ của mình, người chuyên tâm giữ gìn, tại sao với vợ người là sinh lòng xâm phạm? Ngươi tạo tội vọng ngữ, lừa dối người lương thiện, người khác không tín thọ, lưỡi ngươi thật đáng sợ. Vì tội thích uống rượu nên sinh ra ngu độn, bị pháp ác phỉ báng, sao chẳng chịu xa lìa. Năm thứ độc ác ấy đều do ngươi tạo ra, giờ chịu quả báo ác, sao ngươi lại buồn rầu? Pháp bất thiện như độc, hãy luôn luôn xa lánh, làm cho loài hữu tình chỉ mãi trong biển khổ. Lại nữa, lửa tham dục đốt cháy cả ba cõi, thấy thiện lợi không tu sâu, sao được an lạc. Nói những lời hay khéo, càng thêm nhiều tham dục, đây là tội lỗi lớn, hãy đoạn tận gốc rễ. Đã đọa vào địa ngục lại khóc lóc kêu la, ngục tốt đều bảo rằng y nhân mà chịu quả, không xa lánh điều ác, làm rồi lại làm nữa, nhân ấy càng tăng thêm, chịu quả báo cũng thế. Ai sợ khổ vị lai, bây giờ hãy tu thiện, không quả báo địa ngục cũng chẳng phải kêu la, phấn dật như mặt đất, sinh ra những bất thiện, vô lượng loài hữu tình đều do tham dắt dẫn. Xưa đã tạo nhiều tội, sinh hành ác tham sân, kẻ ngu không hiểu rõ, chịu khổ có ai thay, không sinh tâm thương xót, luân hồi theo nghiệp ác, giữa biển khổ mênh mông, ai có thể cứu được, tiền của và người thương, mà hết đều xa bỏ. Vì tạo những tội này, bị ngục tốt truy bắt, ngọn lửa ác rất mạnh, cháy lan khắp hư không, cho đến trên mặt đất. Hừng hực không gián đoạn, khổ đau không dám nhìn, lo sợ biết đi đâu, dao nhọn là đường đi, đuổi xô chạy đến đó. Hiểm nạn rộng như biển, độc hành không bề bạn, bao giờ được giải thoát, ai cứu độ được mình, ta bị khổ chèn ép, mỏi mệt không thể đi, nhưng bị chúng trói buộc, lôi kéo phải đi thôi. Vợ con và bè bạn đến đây đều như vậy, ham vô lượng châu báu, cầu cứu không thể được, vì xưa kia phóng dật, vui hết phải khổ đau, bị lưới chết đã bao phủ, tâm tối biết về đâu, ngục tốt ở chi ma, rất không giữ độc ác. Trói buộc bị lăng nhục, trong lòng rất kinh sợ, ta xem chỗ ác đó, trị phạt mọi hình khổ, tất cả tình phi tình đều nằm trên lửa dữ, lại có rắn độc lớn vây bủa khắp xung quanh, khóc than cầu ra khỏi, không thoát không cứu được, đọa trong ngục tâm tối, rồng sâu như biển lớn. Hơi không sáng rực rỡ, nhiều kiếp sao thấy được, chính vì năm căn ấy, đạo điên sinh tham đắm, trôi lăn trong ba cõi làm sao được tịch tỉnh, những chi phần trên thân bị cưa bén phân xẻ, vô lượng cực khổ não không ai nói hết được, chú nhóm tội như núi, các khổ thường bao quanh. Tăng trưởng từng sát na, tâm tạo thân tự chịu, bị khổ não bức bách, đáng cay riêng mình biết. Di ma phán lời này, ngươi hãy xét việc xưa, nếu hiểu rõ tội mình sẽ chịu được quả đau khổ, đến lúc nghiệp chưa hết phải xét suy từng việc, xưa bị si che lấp nay hối hận ít gì. Ngươi tạo nhân như thế phải chịu quả cũng vậy, do việc ác đã làm tăng thêm tội lỗi nặng, đọa hiểm nạn trong nạn, chịu cực khổ trong khổ, kẻ ngu tạo tội rồi như lém củi vào lửa, kiếp này đến kiếp khác nghiệp hết mới thoát ra, chẳng phải trời tu la và xoa các quỷ thần. Ta bị lưới chết buộc, không ai cứu được mình, bị gia nghiệp trói buộc, lôi đến chỗ di ma, kinh sợ không chỗ dựa, theo nghiệp mà đọa lạc, ai lìa tội lỗi nhục, bậc tối thắng ba cõi, gỡ tất cả dây trói, ai không tạo các tội, cái nhân viên hòa hợp, nhờ cha mẹ được thân, cụ công cù lao như thế,
có sao người giết hại, là nửa tội giết mẹ, không nghiệp nào ác, không nghiệp ác nào hơn. Đọa vào trong địa ngục, chịu khổ đau nặng nề, chặt dây trói ba cõi, là bậc A-la-hán, kẻ ngu gây giết hại, giờ chịu quả báo này. Tất cả các tạng pháp chỉ dạy cửa giải thoát, vì phá hộ hợp tăng, giờ chịu quả báo này. Từ nói lời hư dối, chỉ đông mà nói bắt, nói năng không thành tính, giờ chịu quả báo này. Là nói lời theo dệt, tổn hại báu, chân thật, không ít lợi mình người, giờ chịu quả báo này. Tạng nghiệp ác hai lưỡi, cùng nhau để dèm pha, chia rẽ bạn bè người, giờ chịu quả báo này. Nói lời ác vô nghĩa, như dao gậy lưỡi dữ, khiến người khác buồn khổ, giờ chịu quả báo này. Bảo hộ thân mạng mình, tổn hại các hữu tình, thường không thâm từ bi, giờ chịu quả báo này. Cho báu của người khác, lén lấy hoặc cướp đoạt, tự tạo nhân năm dục, giờ chịu quả báo này. Thích làm việc dục tà, như thêm củi vào lửa, thường sinh tâm lo sợ, tăng trưởng pháp bất thiện, bám chặt nơi tà kiến, hại căn lành của người, chịu ác báo không cùng và khổ não rất nặng. Những cảnh giới ác này, ngu si nên bị chuyển, đều do thân ngữ ý tương ưng mà tạo ra. Đã tạo những nghiệp ác, lâm chung khổ hiện tiền, địa ngục tốt đuổi bắt, chạy mau đến địa ngục. Khổ não trong địa ngục thật khó cảm nhận được, và sự biển rộng sâu đốt mãi cũng khô cạn. Người nào hiểu pháp ác, quả khổ chẳng đáng vui. Hãy suy nghĩ chân chánh, đừng tạo các tội ác. Phật pháp tăng tam bảo, đầy đủ các công đức, được sinh trong cõi người, có sao không gần củi. Trước tạo tội vi tế, như lửa nhỏ đốt thiêu, sau tạo nhiều nhân ác, như nhảy vào đống lửa. Chẳng lo sợ tội lỗi, ý không đoạn nghiệp ác, thường người đến khổ báo, sao ngươi còn cái tạo, phải biết chút tội kia, đã sinh ra các khổ. Nghiệp hết mới ra khỏi, không có ai cứu được, giả sử sứ giả của Diêm Ma kiểm xét rồi phóng thích, nếu báo ác chưa hết, kéo lôi chịu quả khổ, thân mình và tay chân rứt xẻ và bầm chặt, hữu tình vô số tội, sầu thương lại kêu la, là có hữu tình ác từ nói lời đi gián, như chỉ một hạt giống, sau tăng trưởng vô số, đều do tuệ ác đó mà gây ra tranh chấp. Thường làm điều tổn hại đến bà con bạn bè, trừ bỏ lời nói lành, luôn nói lời hung ác, nên cắt đứt lưỡi mình, nhân quả rất tương xứng, trăm ngàn cửa đông công đức, do lưỡi phá hoại hết, khiến chịu quả báo này. Bao giờ mới ra khỏi, đò vào trong địa ngục, nóng bức sinh đói khát, ví như đem hạt cải ném vào đống lửa to, lại nửa lửa địa ngục sinh ra từ đói khát, hàng chư thiên đọa lạc, chịu quả báo cũng vậy. Những nghiệp ác đã tạo đều do ba độc sinh, lăn lộn trong lửa dữ, không chỗ ẩn chạy trốn. Những hữu tình không trí, vọng sinh ra phân biệt, không lành nói là lành, xem bạn tốt như giặc. Vì sao các chúng sinh không ngộ pháp chân thật, giả như được chỉ bày, tâm không sinh yêu thích, chẳng thích nghe chánh pháp, khinh hủy các pháp sư. Ở trong đời ác dục, làm sao sinh mắt tuệ? Cảnh giới của kẻ ngu, ái dục luôn mê hoặc, không đương luật chánh pháp, không nhân để tự ngộ, bị dây si lôi kéo, luôn thích làm việc khác, làm rồi chịu cực khổ, hối hận nào ít gì. Vì ngu si tăng trưởng, pháp nói là phi pháp, nhân đã là điên đảo, hoạt động đều sai quấy, phân biệt bằng vô minh, say mê trong năm dục, không tu tập pháp lành, làm theo những pháp ác, chư thiên tâm tham đắm, rơi trong lửa phóng dật, không gặp duyên thắng thiện, ác phải bị thoái đọa. Lại nữa kẻ ngu si ganh ghét bậc hiền thiện, giả hiện các oai nghi với người để cầu lợi, miệng tuy nói chánh pháp, tâm luôn tìm lỗi người. Người này ở thế gian là kẻ độc ác nhất, người nào ham dục lạc chính là tìm khổ não, bị tự tâm lừa dối, vui hết chẳng ai hay, ai thay. Vì vậy dùng chánh tuệ, thường tu 10 nghiệp lành, những gì trái nghĩa lợi, vĩnh viễn đoạn trừ hẳn. Thích làm lợi cho người, luôn giữ tâm như vậy, thường nương pháp thiền tịnh, luôn an trụ như thế. Phẩm 17 ngạ quỷ. Người nào không bố thí, như tìm sáng ngoài đèn, sao bỏ các nghiệp thiện, làm sao được quả vui.
như người mù ở đời, không thấy được mọi vật, chẳng thí không nhân phước, sẽ đọa làm ngạ quỷ. Làm quỷ không tiền của, tìm kiếm khắp mọi nơi, luôn đói khát khốn khổ, đều do tâm keo kiệt. Người nào thích bố thí, không hủy hoại tất cả, dặn tạo chút nhân lành, sau hối hận ít gì, do trước tạo nghiệp ác, đọa trong loài ngạ quỷ, bị lửa địa ngục đốt, mãi chịu khổ đói khát. Bao giờ mới ra khỏi, để có được an lạc, kiếp nào được giải thoát, mới bỏ hết nhiệt não. Vì không hiểu nhân quả, đạo cùng với phi đạo, bị lửa đói thiêu đốt, luôn chịu khổ không dứt. Thân xấu tóc rối bù, chỉ còn da bọc xương, mong cầu được ăn uống, vừa thấy nhưng không được. Bị các khổ bức bách, đọa vào hiểm nạn ác, không một bạn thân nào có thể cứu được ta. Người xưa ở cõi người, không làm các phước nghiệp, như đi vào biển báu, lại trở về tay không. Ai thích tu thắng hạnh, thường xa bỏ điều ác, ta xét người thiện ấy, lên thềm cấp bắc cõi trời, do thân ngữ và ý tạo các nghiệp bất thiện, quyến thuộc đều bỏ đi, liên bình sống đau khổ. Bị sứ giả diêm ma đuổi theo bắt trở lại, vào hắc ám sâu thẳm, cách làng xóm rất xa, ở bất cứ nơi nào thường chịu các khổ não, cho đến trong giây phút chẳng được chút xuống vui. Giờ chịu quả báo này đều do nghiệp tạo trước, bao giờ mới hết khổ, được đến nơi an lạc. Đói khát khó kham chịu, phải chạy lên vùng cao, dù được thấy hồ sông, đến nơi thì khô hạn, thì khô cạn, ở núi rừng đồng trống, tìm kiếm khắp mọi nơi, dù gian khổ đói khát, tìm nước không có được. Dù là chỗ ẩm thấp, chúng cũng không thể thấy là có nhiều quà lớn, dùng mỏ bén mổ ăn. Bị ngọn lửa đói khát, luôn thiêu đốt thân mình, xoay vần trong nẻo hiểm, kêu la cầu cứu giúp, xa gần cảnh giới dục, tựa như bóng trong gương, hủy hoại của cải mình, giờ riêng chịu quả báo. Vì tạo những nghiệp ấy, giam nhốt khó thoát ra, đạo chạy khắp bốn phương, nghiệp hết mới ra cõi. Từ ba độc sinh ra, đống lửa dữ cực ác, từng sát na thiêu đốt, cháy cả núi đá lớn. Lửa mạnh đốt được đá, dùng nước tưới sẽ tắt, lửa nghiệp như biển lớn, sâu rộng làm sao dập. Nghiệp ác dường như củi, đỡ ái cùng phát sinh, thiêu hữu tình tạo tội khắp nơi không thể tránh. Tạo tác các tội ác, xóa bỏ những pháp lành, đọa làm quỷ thế gian, bị tự tâm lừa dối. Ta lại bị đói khát, hai ngọn lửa cùng đốt, dao gậy làm tổn thương, chịu ba thứ cực khổ. Ta tạo các nghiệp ác, đọa trong loài ngạ quỷ, chẳng phải là bà con có thể cứu được ta. Chỉ có những pháp lành là chỗ của ta nương. Bố thí giới đa văn, ba thứ cứu được mình, vì ta đã tạo ra những nhân khổ cực ác, rơi vào lưới ngu si, chìm mãi trong biển khổ, bị giật não thiêu đốt, thật khó cảm nhận được, nếu ta được giải thoát, chẳng dám gây tội nữa. Ở trong loài ngạ quỷ, luôn sinh tâm sầu lo, đó là nhân bất thiện, vì vậy hãy lánh xa. Phẩm 18 xuất sinh. Khổ não, khổ báo của xuất sinh, bị lôi kéo đánh đập, không bỏ nhân sát hại, là ăn nuốt lẫn nhau, kẻ ngu tâm si ái, ít làm việc tổn hại, không tu nhân thế giới, sao chịu quả xuất sinh. Bị dây ái trói buộc, năm căn như si công, vì giận dữ khanh ghét, sao chịu quả xuất sinh. Nên làm không nên làm, đáng ăn chẳng đáng ăn, pháp thiện pháp bất thiện đều không thể hiểu rõ. Cõi người nhiều tìm cầu, chư thiên tham phóng dật, ngạ quỷ chịu đói khát, địa ngục chỉ khổ đau. Người nào thích giết hại tất cả loài hữu tình, chịu mọi thứ nguy khổ sẽ tàn sát lẫn nhau, là nữa những chúng sinh tham tiếc lại tán loạn. Chính vì nhân duyên đó, đọa cõi quỷ xuất sinh, tội ác của ba độc nhận chìm các hữu tình, chịu luân hồi sinh tử, sâu hiểm khó thoát ra. Ai thích cầu chánh pháp sẽ sinh các quả lành, đầy đủ trí sáng suốt được mọi người cung kính. Vì vậy, người có trí thích tu nghiệp thanh tịnh, tác ý đúng như lý, lên đường chánh giải thoát. Phẩm 19. Nghiệp báo, đói khát, thích làm việc vô ích, sai sự các chúng sinh, chịu nhân khổ hèn hạ, chẳng khác gì kẻ đói. Kêu la tìm ăn uống, tự thân phát ra lửa, đốt chúng sinh tạo tội, như đốt những cây khô. Lửa này lan khắp nơi, đến đâu cũng theo đốt. Giả sử trăm ngàn kiếp, không ăn chẳng thể sống, lửa thế gian tuy bùng, đồ đói còn bùng hơn.
dông ruổi trong ba cõi tìm ăn không có được. Hữu tình ở thế gian thường gây nhiều tội lỗi, vì nhân duyên ăn uống chìm trong biển ba cõi. Ở trong biển ba cõi thân nghiệp bị kéo lôi, mà mãi chịu đau khổ, khổ này sao nói hết. Nằm ở trong bào thai, lăn trong phân nhơ uế, bị nhiệt não bức bách, khổ này sao nói hết. Tham đắm những cảnh dục, thích trang sức đẹp đẽ, tham cầu chịu gian khổ, khổ này sao nói hết. Thường đến nhà người khác, xin y phục uống ăn, bị mọi người khinh rẻ, khổ này sao nói hết. Vì ái độc sai sử, lao nhọc để tìm cầu, cho đến lúc lâm chung, khổ này sao nói hết. Từ tham cảnh dục lạc, nhạc oán tìm chỗ hở, tâm luôn sân sợ sệt, khổ này sao nói hết. Chính vì vợ và con nên nhiều sinh nhiều sầu lo, đây là giặc cừu oán, khổ này sao nói hết. Hao phí các châu báu, bị bạn bè chê trách, do đó sinh sầu não, khổ này sao nói hết. Thân thể bị già suy, đi phải nương cây gậy, sức lực đều suy kém, khổ này sao nói hết. Những gì mình yêu thương, lâm chung phải xả bỏ, độc hành không chỗ tựa, khổ này sao nói hết. Kẻ ngu tạo tội ác, đọa vào trong đường ác, đều là do uống ăn. Người trí phải cẩn thận, hiểu rõ nghiệp báo ấy, hãy sinh tâm lo sợ, tích tu thí và giới, trang sức bằng pháp thiện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chư Pháp Tập Yếu, quyển 7 hết.